Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của điện tử Hằng Nguyễn, địa chỉ tại chợ Sát Hải Phòng. Trong clip hôm nay thì mình sẽ test theo yêu cầu của một bác khách, đó là quay chi tiết chiếc âm ly Sansui 607S cha. Con này hàng Nhật, chạy điện 100 và dòng mặt gương với công suất là 250W. Cái dòng này thì nó ghép vào những cái dòng loa bass 25 thì tiếng rất là hay, công suất phù hợp. Và đây là cũng là một trong những model hàng dòng của hãng Sansui. Giá tiền thì rất là hợp lý và đánh được nhiều dòng loa, tiếng của nó cũng rất là hay. Thì con âm ly này mình quay nó cũng khá là đẹp. Dòng bật gương nhé các bạn nhé. Và tất cả các chức năng của nó thì hoạt động rất là tốt. Và đây là phần lắp của âm ly. Mình sẽ quay chi tiết các góc cạnh. Và phía sau thì nó có 3 đường vào CD, Tuner và AUX. Các bạn cắm đường nào thì các bạn có thể chuyển ở đằng trước. Đằng trước nó có cái cầu chuyển mạch đó ạ. Còn đây là hai cầu loa, cầu A, cầu B. Cầu A thì đánh cho loa từ 4 đến 16 ohm. Còn cầu B thì đánh loa từ 8 đến 16 ohm. Và lát nữa thì sẽ test chất âm của chiếc âm ly này. Và mình cũng xin được báo giá luôn để các bạn tham khảo. Con âm ly này bên shop mình cung cấp với giá là 7.800.000 đồng, bán tại cửa hàng và không bao ship. Bây giờ thì mời các bạn hãy nghe thử chất âm nhé.